Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu USP 3 tước, một khẩu súng trong vòng quay mới của Godfire Legend. Khẩu này thì được cái hay, chúng ta có thể tháo lắp nồng giảm thanh rất là vui. Và bạn nào có sở thích bệnh hoãn ấy thì cứ lắp cái nồng giảm thanh vào, bắn nghe tiếng chịch chịch, nghe mắc phê luôn. Ok, phòng này hơi bị ít zombie. Chúng ta sẽ lên đây. Ui dồi ôi, hai con AFK. Thế này thì không xong rồi. Ui dồi ôi. Úi dồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn những bạn trên bàn thờ đã cover cho mình. Và một phát chém đi vào lòng người. Anh Tơ cũng vì thế mà đã từ dã anh em. Trong tầm này thì chúng ta cứ... Tao sợ chúng mày quá cơ. Ây à, úi dồi ôi. Bọn kia, từ từ bạn ơi. Ơ, kỳ thế. Thiếu tí nữa là thằng kia ăn dao rồi. Đây rồi, đứng im này. Vâng, những cái thành phần mà đứng im như này thì cứ giã đạn vào mặt thôi. Ui, nó nhìn mình được kìa. Ơi, là chị Cương Thi à? Vâng, chào hỏi thế thôi chứ chúng ta không thuộc về nhau nhá. Là chạy thôi. Làm gì mà căng vậy? Đứng hiếp mình ha. Chạy ha, đâu rồi? Ui dồi ôi, bây giờ còn chưa đuổi theo tới nơi luôn. Thế làm sao mà hiếp được chứ? À, RBK VIP này. Chắc mình sẽ làm nhặt hòm đi. Ê, nhìn thôi, có làm được gì đâu. Này thì nhìn này. Này thì nhìn này. Không được nhìn. Người ta đẹp trai như thế, bà nhìn mất trinh người ta là sao? Rồi, anh ta đã phải nhảy xuống. Vâng, không hiểu lý do tại sao. Đang mồ yên mả đẹp trên đấy thì tự dưng nhảy xuống. Khô lời. Đấy, lên đây này. Lên đây sẵn sàng cân tất thôi. Sonoko, gì bạn ơi? Vâng, gì vậy bạn? Ba con sâu. Úi dồi ôi, tao lại sợ Tokuda quá cơ. Úi dồi, mất giáp rồi. Căng vậy. Úi dồi ôi, bất lực ha. Vâng, à, RBK VIP nó sấy rát cực anh em ạ. Không đú được đâu. Cây này mà cứ dã đạn vào người thì không có cái gì có thể cưỡng lại được. Trừ tơ thôi. Úi dồi, hết giờ rồi. Ước gì nó cho mình thêm tầm 30 giây nữa thôi. Còn nó thỏa mãn cái sở thích thú tính của mình. Rồi, chúng ta lên đây. Và nhảy qua. Đấy, đẹp mắt không? Lâu rồi nhảy lại anh em ạ. Vẫn như đường lối cũ thôi. Không vì zombie, không vì C4 mà mất đi cái tính... Được rồi. Đây rồi, móc đít nó nè. Úi dồi ôi, bình tĩnh, thằng nào cover phía sau ấy nhở. Sao lại làm như thế? Thôi xong rồi, còn mỗi mình. Vâng, cạn lời. Thế này thì em sống sao bây giờ? Úi dồi ôi, không cào trúng nữa. Rồi, nó nhảy xuống rồi. Vâng, con lợn này chạy đầu ấy. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Làm gì căng vậy? Người ta con gái con nứa. Đây rồi. Úi dồi ôi, nhảy mic nữa. Thôi xong. Ơ kìa, chạy rồi à? Vẫn còn thằng đây này. Gãy rồi bạn ơi. Xác định thôi. Trời ơi, đứng đây mà đòi đú với Cương Thi á. Vâng, bày luôn cho các bạn một cái skill để né được Cương Thi ở cái góc này ấy. Thì tốt nhất các bạn đừng đứng cái góc đấy. Các bạn chạy luôn đi. Những cái thằng này cáo đơn giản anh em ạ. Các bạn chạy xa ra, tại vì tại vì Cương Thi nó bunny nhảy lên rất là dễ. Chỉ cần bật chiêu thức đặc biệt. Và đến thấp một tí thôi là có thể nhảy lên được rồi. Cũng không cần phải lên cao quá để bị thằng trên nó vẫy. Úi dồi, mình cào thằng trên vậy. Không ăn được thằng dưới thì phải đú thằng trên thôi. Này, 3Z này. Này thì AN94 này. Vẫn còn thằng đây này nữa. Con lợn này. Úi dồi ôi. Thay đạn. Vâng, đáng thương. Đáng tiếc. Cho cuộc tình. Còn hai thằng thôi. Một thằng là Hunter. Còn một thằng là nữ thần bảo thủ. Vâng, xem thằng nào có sống đây. Mấy cái thằng nào bảo thủ thì nó sống dai lắm anh em ạ. Úi dồi, biết ngay mà. Vâng, nhảy xuống thì xác định rồi bạn ơi. Úi dồi, còn đứng một chỗ hưởng thụ nữa chứ. Cạn lời.
lầy đi. Còn lợn này, sướng chưa? Ai hí hí. Anh ơn là rồi, có người biết mình rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm về cái clip nhặt hòm đua top. Vâng, sẵn sàng đua top và sẵn sàng cân tất. Vâng, nếu mà cân không được thì sẵn sàng té chạy một nốt nhạc. Ôi dồi ôi, sao Linh được này? Thằng nào nhảy nhảy sau lưng mình thế kia? Đừng làm giúp bay nhá. Rồi, may quá. Không thì thằng sau thùng đít nát thì thôi. Vâng, bàn thờ khá là đông. Vẫn nguyên team như cũ là ba thằng một team. Ui dồi ôi. Vâng, chết một mả ở đây. Ê, đây, đây, đây. Ui, ui dồi ôi. Bạn tia chớp. Vâng, bạn chơi như thế thì người ta chửi cho vào mặt đấy. Đứng ngay trước mặt nó không cào. Sợ thật. Quả đấy mình cứ tưởng là mất giáp cơ. Chạy thôi. 36 kế. Chuồn là thượng sách. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây này. Rồi thấy mình rồi. Bà Tokuda rất thích mình. Và cảm giác thịt mình rất thơm. Còn thơm mấy thì thơm nhưng không thể la liếm được đâu. Rồi, quyết định là giết mình tới nơi. Nhưng mình phải té. Ui dồi ôi, giống non kìa. Chạy qua đây. Rồi, đi đâu cũng gặp. Oan oan ra ngõ hẹp. Đấy. Làm gì mà căng. Đây bạn ơi. Ui dồi ôi, đứng yên một chỗ luôn. Rồi, bút máu rồi. Vâng, cái lúc mà bạn bút máu thì cái lúc mà bạn có thể dễ chết nhất đấy bạn ơi. Phải để cái đồng máu đấy lại chứ. Ui dồi, thằng này bắt đầu đảo. Ui dồi ôi, nó đảo như răng lạc vậy. Vâng. Thằng này mà cho đi răng lạc thì đúng là chết. Vâng, lạc không những không cháy mà còn chín rất là thơm nữa chứ. Ui dồi, thôi xong rồi. Bây giờ đảo kiểu gì đây? Đảo kiểu gì đây? Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Chém vào đầu. Mít. Khô lời. Vâng, tầm này cũng không có hero. Vâng, một mình tao chấp hết thôi. Lục còn 4 viên. Đây cứng ơi. Đây mà. Sau lưng này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Làm gì mà căng vậy. M249 đấy. À chứ nhầm. Đúng rồi. M249 Phoenix. Một khẩu súng chúng ta có thể gọi là cân map. Cân map. Rồi lại đây, lại đây. Ui dồi, hết giờ kìa. Vãi đái. Sao thời gian nó trôi nhanh thế nhở. Thiếu tí nữa là mình lại ăn được kill cận chiến nữa rồi. Tiếc thế. Vâng, đua top là phụ, còn cận chiến là chín thôi. Vì cận chiến chúng ta cũng có thể lấy được top mà. Đơn giản. Vâng, nếu mà cảm thấy thua thua thì trận đấy sẽ bắn cực kỳ nhiều. Ơ, cái bọn thùng hàng sao an phận thế nhở? Cái số phận đã an bài rồi. Vâng, cố làm cái gì? Vâng, chân bạn không thể như cương thi được đâu. Ui dồi ôi. Được cái mỗi chim to thôi, chân thì ngắn lắm. Vâng, không thể dài được. Chim to thì công nhận. Đâu rồi? Thấy thằng nào ấy? Rồi, nó sẽ chết mà đi đâu rồi? Không tìm ra. Ui dồi ôi, tớ ơi, đây này. Trời ơi, tiếc không tớ. Lại đây, lại đây. Ui dồi, chạy kìa. Con lợn này, nó thích hổ báo đấy. Nằm xuống ấy. Đừng có đùa. Rồi, xong xong rồi. Thằng tớ nó nhây kìa. Cạn lời, rồi. Nhảy cầm súng không qua rồi. Quả đấy mình phải quay mặt về ngay. Tại vì nếu mà cầm mỗi cận chiến không ấy thì nó bật cái kill đặc biệt, nó có thể chạy kịp mình. Mình phải sử dụng cái biện pháp mà chắc chắn thôi. Chứ mà còn chơi sai sai một tí, chỉ cần sai một ly thôi là đi ngay một dòng họ. Rồi. Úi trời ơi. Tôi cho nó lên đi. Nó chạy qua đây nó hiếp thằng bên này. Rồi. Hello. Ôi tôi xong rồi. Úi dồi ôi. Không cào trúng luôn. Mà chất vậy. Mà cạn mẽ lời. Bạn đang làm gì vậy? Rồi tôi xong rồi. Cái lúc mà bạn đã không giết được mình thì bạn tự xác định thôi. Ăn cận chiến mà chết.
Đây rồi. Tơ đây rồi. Tơ chim to. Đâu rồi tơ? Ui, sao cái lượn qua lượn lại làm mình hoa hết hết cả mắt thế. Úi dồi, hình như là người mẫu ấy. Ừ, chạy qua chạy lại. Biến luôn đi. À, này thì chơi đặc biệt này. Ui giời, tôi xong rồi. Căng vậy tớ. Thử thách đấy. Lại đây. Lại đây. Fan mà cái gì vậy? Fan fan lại đây, bút đi. Bút kill đi. Ui dồi ôi. Bút sku kìa. Căng quá. À, chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối. Ở môn trận này sẽ không làm zombie để cho bọn kia nó hiếp. Và cứ ấn ST kìa. Hiếp chết bà đi. Vâng, lại đây, tao sợ chúng mày quá cơ. Cái định mệnh. Vâng, tự dưng chửi tự chửi mình. Ngủ thế. Đâu rồi, may quá. Trận này cứ tưởng là mình làm zombie cơ. Vâng, cái bọn thùng hàng nó lại an phận trên đấy. Khổ thân. Đây rồi. Nhấp nháy này. Lầy thì nhấp nháy này, chạy đâu con lợn lầy. Té. Úi dồi ôi, dưới chân kìa. Đấy, nó thấy mình. Ôi, thằng này nó thấy mình bắn nó lúc nãy. Nó quay lại cái chỗ mình đứng. Bây giờ thì anh đã lạc trôi về nơi đâu rồi. Quay lại chỗ đấy làm cái gì. Còn bây giờ mình khôn lắm. Cái hồi mình mới chơi. Đây rồi nè, đây rồi. Này thì chém đặc biệt này. Khô lời. Thế nhiên nhấp nháy không dám nhảy xuống, hiểu không? Và ở trên lại có một con dao chĩa ngay vào mặt. Thôi, buông tay chịu trói. Vâng, đây rồi, nhấp nháy này. Ui giời, cái thằng nào vậy? Làm gì căng vậy? Ui giời, may quá. Vâng, hết hồn. Làm gì vậy? Cào mình không dễ đâu bạn ơi. Khó lắm. Vâng, đã thế lại ăn một đao nữa này. Ăn một đao nữa này. Ui dồi ôi. Kiều nó bút ầm ầm ấy. Bút ầm ầm ấy. Tuyệt vời. Ui, lại thằng này nữa. Lại đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Tao sợ chúng mày quá cơ. Xuôi đi lùi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Từ từ bạn ơi, từ từ. Cái định mệnh nó lên chém luôn ạ. Sợ thật. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.